chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi ghê dữ ha. Noel cũng đã kết thúc rồi mọi người ơi. Ủa mà Noel kết thúc thiệt chưa ta? Kết thúc chưa hết? Không biết nữa mèo ơi. Chưa kết thúc đâu mèo. Chắc theo là còn tôi á là còn á mèo ơi. Nếu mình mà muốn kết thúc á thì mình phải đi tìm con quái vật băng giá của cái Skylock Noel để mình tiêu diệt nó thì may ra Noel mới kết thúc đúng không hết? Đúng vậy. Chắc lúc đó là mình chắc phải rời khỏi Skylock này để về nhà thôi. Mình ở đây quá lâu rồi mọi người ơi. Thì hôm nay tụi mình á đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để chúng ta đi tiêu diệt con quái vật băng giá ở bên cái thế giới băng của Elsa. Mình phải chiếm là cái lâu đài đã trả lại cho Elsa mấy bạn ơi để hỗ trợ Elsa đúng không ạ? Tôi nghĩ là vậy. Nha, chị Bích Đa chiếm được cái lâu đài đó em sẽ cho chị ha. Chị sẽ là Elsa già đó, chị chịu không? Trời ơi, tự nhiên bắt chị ở đó mình chị lạnh giá, chị cô đơn mà. Chị Bích Đa sẽ thành Elsa già. Ủa, chị lạnh giá chị cô đơn mà chị đi tới đó chị bắn lửa tới đó là gì vậy? Chị cô đơn bả vui thế vậy mèo ơi, tôi thấy bả cô đơn lắm. Mà chị tạo hơi ấm. Chị tạo hơi ấm hả chị Bích Đa? Mà đúng sao rồi, chị tạo hơi ấm hết. Tôi với ông á có đồn giờ Noel gầy cộm bận ấm muốn chết mà chị Bích Đa bả tên đường đi quánh quái vật mà người bả coi kẻ tay không chứ tách sắt người không có giáp luôn. Tại bả nghèo mèo ơi. Thôi chị Bích Đa phải chị nghèo tội nghiệp quá, em cho chị bộ giáp nè. Cái này á là giáp của ông già Noel đó, em cho chị á, chị bận vô đi. Ông đang làm ơi, chị không có thích mặt cái tôi này. Tôi á sẽ làm combo em đời chị Bích Đa nè. Hui biến nó sao biến này treo trời ơi ông làm cái gì vậy? Tôi combo ender mẹ bả mẹo ơi, mẹo biết combo ender mẹo. Chị Bích Đa bận cái giáp nó vô đi, em có cái giáp netherite rồi, chị không có giáp sao chị đi đánh được cái con quái vật băng giá? Lên hút mới ngậm. Phải đi ngắm nữa hả? Chứ hôm nay chị ở nhà chăng ở không, chị Bích Đa chị sơ khô quá. Chị ở nhà chị giữ nhà, mọi người chị chơi khôn quá. Chị xuống đây không chị Bích Đa, em quánh chị Bích Đa ơi. Đi ra kiếm đường để đến. Đến đây, rồi xong. Bây giờ tôi thấy ông mà mình đang chạy vô được flash gì á. Chạy ra tia đỏ đỏ mèo, tốc độ bằng thời. Không ăn mừng trước khi chúng ta đi đánh quái vật nào mọi người. Rồi đứng lên, bây giờ thì mèo sẽ đi qua bên cái thế giới băng giá để tìm con quái vật. Trước khi đi tìm thế giới băng giá, tôi muốn đi hết mấy cái đảo trong đây mèo ơi. Cũng đúng ha. Nè, tại tôi phát hiện ra ở đây có một cái hộp quà. Đâu, nè mèo, hộp quà này phải gọi là siêu chất. Ủa mà sao cây thông này là cái chỗ có quà rồi mà? Không phải, hộp quà của cây thông là hộp quà con mèo. Còn tôi phát hiện ra hộp quà siêu chết. Siêu to khổng lồ. Đúng rồi, hộp quà không hề giả trân mèo ơi. Không hề giả trân nha mọi người. Kêu. Bớt hết chợ tôi đi qua đó với. Sợ quá. Cái đồ này là cái đồ gây quanh bắt qua bên cái đồ bằng giá nè. Ê hút nó nghe nè hút. Giờ tôi mới nghĩ ra điều này. Biết sao không? Sao? Hình như tôi thấy cái Skylock Noel này càng lúc càng lạnh dần lên á. Tại vì cái con quái vật băng giá đã sử dụng sức mạnh của nó rồi. Thấy cái hông Noel của mình đâu, nó không còn xanh như lúc mình mới chơi nữa. Giờ nó bắt đầu nó hả tiếp liệm tìm sim chắc nhơi chắc nhắc rồi đó phải không? Thấy nhưng mà mày thấy cái gì trước mặt tôi không? Bà làm ba làm ba làm ba không hề giả trân. Hộp quà khổng lồ không hề giả trân. Chị Bích Đa có cấp không chị Bích Đa? Ủa đồ có nè. Khui quà phải khui trên này mèo ơi. Khui quà phải khui trên đọt chứ sao mà đi xuống đây mình khui được. Quên để tôi gỡ cái nơ ra. Cái gì vậy ta? Tôi tháo quà anh lắp hộp quà mèo anh bóc anh bóc. Tôi chưa có trèo lên được. Tại sao tôi không trèo được? Trèo lên bắt được. Bắt cua lên, dở quá vậy. Anh bóc hộp quà. Quà nó này đẹp quá. Dở tiếc à. Dở tiếc ở trước hả? Wow. Ở cái hộp quà này được gói kỹ càng đẹp quá trời đẹp luôn. Chị Bích Đa chị không lên hả chị Bích Đa? Dạ sao tháo ra? Cái này thằng cái chị á thì chị khui cho. Cái này từ từ tháo chỗ nào tôi đập được cái chỗ này là hết. Nè, cho mèo nè. Đúng rồi. Ôi cái dễ thương quá hả? Sao dễ thương? Cái cúp này cúp Noel luôn nè mọi người. Dễ thương quá đi. Tắt tôi đập. Đập lẹ quá. Ai cha, tôi khui được cái gì trong hộp quà rồi nè. Khui ra mèo, gỡ nơ ra đi mọi người. Đó, gỡ banh cái nơ ra. Đó, banh chành ra. Banh cái nơ ra, banh cái hộp quà ra, khui cái hộp quà ra là rồi. Rồi luôn, hộp quà chống lốc. Y như mình đào được cái hả báu vật ở dưới biển sâu vậy bạn, hộp quà chống lốc nguyên cái hộp đâu quà đâu. Bá gói ở trong cái hộp quà chích chéo. Ủa gì nguyên hộp quà chích chéo quá trong hộp quà bự cho bá còn có vỏ không? Ủa làm cái gì? Ra bá khui quà ra bá mở cái mèo. Quánh bạc, quánh bạc, quánh bạc. Chị đáng khui thử cái gì? Quánh bạc. Đổi quá đi. Thôi rồi, để suy nghĩ. Ui, có cánh kìa, tôi sẽ chơi mấy cánh. Elytra, tôi sẽ lấy rồi. Rồi, mèo cái lấy này là lựu đạn hả gì nè. Ở cái này cái bánh hả ta? Lựu đạn hả? Hay á mèo, mèo gọi lựu đạn. Cái này là... What? Cái gì đến lên ông vậy? Cái gì vậy? Wow! Cái này tôi làm gì vậy? Không, không thấy, làm lại đi. Cái này nè, giờ này, giờ này, ý như cái súng vậy nè. Nó lên cái nòng đỏ này, bắn cái peo một cái. Mèo mèo bắn vô chị Bích Đa thử xem. Đúng rồi hả chị Bích Đa cho em thử. Cái nó còn chờ lên nằm nữa lâu. Chị đâu rồi chị đâu chị Bích Đa kìa. Chị nè. Nè tôi bắn cái này còn nhanh hơn thấy không? Không cái đó đâu có gây sát thương được. Ủa cái này bắn tinh chị Bích Đa. Bắn mà Bích Đa bay xuống vực luôn rồi. Chết tôi con. Oh my god. Mấy bạn ơi, mình đã có vũ khí mới rồi bạn. Giờ mình yên tâm đi qua. Mà Bích Đa bây giờ té vực bây giờ bắn pháo bông mèo ơi. Được rồi mọi người, trước khi chúng ta đi tiêu diệt con quái vật băng giá thì mèo hy vọng các bạn có thể cho em mèo một like, một subscribe và đừng bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo cho mèo có tiền mua đồ ăn cho hai con mèo thái tử và hoàng tử của mình nha mấy bạn. Ai like video của mèo tôi vô tôi thả tim hết. Bạn nào comment like rồi comment xuống dưới cho Red Hood với mèo hả tim cho mấy bạn luôn nha. Hút nó nghe nè.
vậy? Hồi nãy tôi tính đi qua bên cái, nhưng mà tôi nhìn qua bên đây là tôi thấy có hai cái ui da, hai cái đảo băng á, mà tôi chưa có kịp đi qua bên đó. Giờ mình qua bên đó không? Ok luôn. Chị Banda làm gì vậy? Chị Banda mới làm gì? Bả văng ra văng vô người ta. Chị làm gì chị Banda? Hack game rồi, hack game mày ơi, hacker Banda. Ê mà hốt đi nghe, nó hốt vậy. Tôi muốn đi qua hai cái đảo băng đó, mà từ nhà mình đi qua hai cái đảo băng đó hơi bị xa luôn á. Giờ sao ta? Ồ mình đi đường này đi mèo ơi, đường này nè. Đâu đường nào? Bây giờ mẹ muốn đi đường đó hay là đi đường này? Đường này gần hơn. Từ cái nhà cũ của mình nè, đi qua nó gần hơn. Đừng có ok luôn, ok á. Luôn. Ê sao nãy tôi không lấy cái cánh cực bài đi? Ờ ha, chị Banda nói tôi mới đi á, sao mẹ muốn đi vậy? Em đeo cái hông Noel này, em sẽ bay qua bên đó nè. Coi nè, đúng rồi. Em đeo cánh vô rồi, hai người từ từ không thả chạy bộ đi. Ok luôn. I believe I can fly. Hai người chạy đi nghe, tôi bay qua tới rồi nè. Trời ơi, tôi đang chạy nè, chạy nhanh lên chị Banda. Tôi nghĩ là tôi sẽ bay tới rồi. Chờ chờ tôi nghĩ tôi sẽ bay qua tới cái nhà của mình đó, nhà cũ của mình ngay đó là đào của mục tiêu của mình đâu. Ta hướng nào? À hướng này, hướng này, này. Trời ơi, bay qua tới bên kia luôn đi mèo ơi nè. Chắc tôi bay không tới nè, để coi tôi bay tới đâu, tôi hay tới đó. Hey. Mèo bay kia gì cũng gắm đầu xuống giật kìa chị Banda ơi. Coi nè, coi nè. Ôi chạy nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Ôi nhanh hơn. Em tông chú hút chứ không thôi là em bao tới bên kia. Trời ơi, tôi chạy nhanh hơn mà mèo. Trời ơi. Qua đây, qua đây, qua đây. Ui, bên đây có cái gì nè mèo ơi? Wow, bên này. Ôi, bên này xem té, xem té. Một thế giới tuyết, thế giới băng giá. Qua đảo hả? Cái nhà dưới thương. Ê mẹ, chị Banda đưa pháo bông cho mèo, chị Banda. Sao ạ? Đưa pháo bông cho mèo. À, tôi có 4 cục pháo bông. Rồi mèo nhảy xuống giật xong mèo bắn pháo bông mèo bay lên trời đó mèo. Tôi biết rồi. Ờ lấy đi. Đây đây đưa 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 pháo bông cho em. Đây đây đây. Đó. Rồi mèo nhảy xuống giật mèo bắn pháo bông cái mèo bay lên trời đó mèo. Mình làm thử cái skill đó đúng không? Bắn. Ủa dạ. Ờ mèo cầm pháo bông đàng hoàng chứ. Ủa dạ. Cái gì vậy? Rồi cháy nè, cháy. Rồi xong luôn rồi. Chắc háo giáp ra quá. Thôi khỏi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi. Rồi nhảy đúng đúng không? Nhảy xuống, bắn pháo bông lên. Chắc mà. Đó, bay lên được kèo. Ủa dạ gì vậy? Trời ơi pháo bông nó trúng người tôi. Tiết giao mặt trời tôi. Pháo bông trúng người mèo á, cẩn thận. Boom! Wow! Mẹ táo vàng vô mèo ơi. Ồ mà sao cái kỳ như vậy, nó hơi bị gì kỳ nha, nó trúng người tôi. Ừ thì chịu thôi chứ sao giờ, mèo bắn pháo bông vô đít mèo mày bay mà mèo. Bắp tà ra tà. Ừ tôi thấy mẹ sắp nhậm chú tỏi luôn á. Đây đây tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi đang đáp xuống nè. Trời ơi, thấy vậy chứ bay cũng cực khổ lắm chứ bụng. Đập đầu đất này mất máu luôn. Đập đầu xuống tiết luôn. Thôi chơi đủ rồi, giờ mình sẽ đi tìm coi còn hòn đảo nào mình bỏ quên không mấy bạn. Hòn đảo bên này mèo ơi. Chỗ nào? Đây để tôi đi qua coi. Đâu đâu đâu. Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Tôi thấy ông đang đứng đâu đâu. Rồi tại bên này nè. Ê bà Banda bà mép tông tôi té rồi. Tôi thấy hai người á đồng nhau sẽ té luôn á. Trời ơi tại bà Banda này bảo nguy hiểm quá. Tôi không đi chung mặt bạn nữa. Cái này nó không cho mình đi chung đường với nhau nữa. Giờ mình phải tông nhau té. Đúng rồi. Nè trời lên đây mèo ơi. Ủa có hòn đảo trên đó cao trời luôn á. Nhìn lên đó. Ủa cái này bắt cua trên kiến nha. Kiến nhìn mờ căm mà nghe. Không thấy luôn á. Ui dạ. Ui cháu. Bóng bóng rồi mèo ơi. Chị Banda ơi chị lên được chưa? Tôi toàn nghĩ sao mà chị đi đường vậy. Em thấy chị đứng chị dòm là em biết rồi. Rồi tôi lên. Cho chị cái này nè chị Banda. Chị dùng cái này để bay lên chị Banda. Quên ha. Thôi tiện mà bay chị chết còn nhanh hơn. Trời ơi trời nguy hiểm quá thôi mèo ơi. Vô mèo ơi. À ở đây có hai ông bán đồ. Ủa kiến xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng trên này đẹp dữ thần luôn ta. Hai ông này bán đồ nè. Ông này ông bán gì vậy? Ờ ông bán cái này giống mũi tên của cây nỏ hồi nãy tôi có nè. Cái ông kẹo. Bán cái gì vậy? Ông bán mũi tên với kẹo. Khoan rồi, như hồi bữa tôi thấy chị Banda cầm cái này có thể sử dụng được luôn. Trời ơi. Ông bán lừa á mèo ơi. Vậy sao tôi bữa tôi thấy bà cầm gì mà chọi 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 hay quá trời. Ủa bà cầm ba cái pháo bông đó mèo. Ba chiếc cái đó là cái lụm của cái thằng kia kìa chứ đâu phải mua đâu. Là tôi tưởng mua của ông này lặn lội tới bên này đổi cái này xong. Ờ mày bán toàn đồ dở mèo ơi. Giận hết sức phẫn nộ vô cùng luôn. Ông này làm tôi thấy phẫn nộ quá mèo ơi. Thôi được rồi, giờ mình sẽ đi qua bên cái lâu đài đi mọi người. Lâu đài chờ mình nãy giờ cũng muốn tan băng luôn rồi đó. Thôi rồi trời, chờ từ mùa đông cho tới mùa hè luôn rồi mèo ơi. Ừ đúng rồi, tôi sẽ đi xuống dưới rồi. Ui cha. Chị ở đây chị dẫn chỗ cho nghe. Thôi chị Banda, chị chơi hẹn chị Banda. Chị xuống đây, chị đừng có đứng ở đâu mà chị giữ chỗ. Lúc nào bà cũng đòi giữ chỗ, bà trốn không mèo ơi. Giữ chỗ, chị muốn quỳ bất chỗ mà lạ. Ca đến đây tôi có một lóc nè đó. Ừ, tôi có lóc mèo ơi. Hủng vô lóc đó. Rồi, xong, chạy qua mèo ơi. Đi chị Banda. Ê, tôi bỏ bò sữa. Ủa đó, rồi, đúng rồi. Nè, con nè. Ui, dễ thương. Rồi xong, dễ thương ha. Đúng rồi, mấy con thỏ bò sữa ngu mèo ơi. Nó làm như là hả, tôi là gì vậy? Thấy chị mày ăn thịt nó hay sao á? Ừ, làm như mình thèm thuồng nó từ đời nào cũng lỉ vậy. Wow, cái lâu đài nè, nó bự ghê chưa? Lâu đài này bóng lửa nè. Nhìn ra thấy cái lâu đài này á. Ôi, có mấy con gì nè mèo? Ủa cái gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Nó từ ép ra xuống giật luôn mày ơi. Mấy con này đang đập. Mấy con này đang diễn hề cho mình coi á. Lê lê tôi chọc nó mới được. Thằng sao? Xe đầu mẹ ơi. Nè tôi là leo 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 bắt ta đi nè. Bắt ta đi, bắt ta đi. Trời ơi, mấy cái này nó ngu người vậy. Tôi nhảy ra nó coi mẹ ơi. Rồi, nó đánh hùa. Hùa, hùa, nó không làm gì được luôn. Mấy này ngu quá. Thôi đi qua đi qua đi qua đi. Ui, ui, ui. Rồi, rồi xong tôi tin quánh đó mẹ ơi. Chút lát hút vui vẻ nha. Ê hút, tôi tin vào quánh đó mà tôi thấy nó ngu quá. Hút nó đẩy nhau té sắp hết luôn
ngoài nè. Nè, con không muốn quýnh nó luôn không? À ừ, tôi thấy nó thông minh quá à. Đánh. Trời ơi là trời. Tôi mà có mấy thằng lính kiểu này chắc tôi chết. Tôi tức tôi chết chứ tôi không làm gì. Tính ra đồ đệ của nãy ngu chứ ta. Ừ, sao mà nó thông minh đột xuất dữ thằng vậy? Chị Minh Đa, chị Minh Đa. Bắt cua chị Minh Đa. Bắt cua mấy chị Minh Đa. Ủa sao quýnh thằng lớn lôi ra thằng nhỏ rồi. Có cái này khôn quá mèo. Sao? Con này con này con này. Con này bị ngơ rồi. Ê tỉnh 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 các bạn ơi. Tỉnh. Thôi đây nè. Tôi đang đánh lớn. Trời ơi nó giằng ra hệt zombie rồi thôi đây. Ê tính ra sụi lơ luôn, tính ra mấy này quýnh khỏe ra luôn. Ủa mấy này nó gác cổng nè mèo ơi. Nào gác cổng. Trời ơi sao mà nó yếu xèo vậy. Ôi nó tàn ra kìa. Ôi nó tàn ra kìa hay quá. Yếu nè. Hết hồn cái hồn nguyên. Đây. Ôi mèo ơi có giật băng kìa mèo. Wow cậu đẹp ngầu quá vậy. Ngầu như cái bụng cầu luôn. Trời ơi nhận vô đi. Ôi nhưng mà em thấy này nó nguy hiểm chị Bình ơi. Ờ thằng này cũng nguy hiểm. Canh ngựa cho. Ui vô 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 vô. Ui nó quýnh mèo. Danh này đồ vai mà mất máu luôn mèo. Mất máu mất máu. Thằng nhỏ quýnh thằng nhỏ. Quýnh thằng nhỏ trước thì chị Bình Đa đếp ăn vô cái đã. Thằng nhỏ trời. Trốn 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 trốn. Bảo cả. Mày nè, thấy mày bự vậy chứ, mày ngu chứ con bò. Rồi rồi rồi, nói vậy chứ nó nguy hiểm mày đứng cho mày cho nó đạp mày hử cái này biết nguy hiểm hay không. Ông điên à, dám mày đầu đai mà nó đạp tôi khớp mất hết khúc máu rồi coi nè. Đó, ủa nó đạp tôi đạp ông mà đây tôi coi nè. Ê, khoan, khoan, hình như ui da, ui da. Ây da, hình như nó đánh nhẹ hiều à. Ơ nhưng mà không đâu, đứng thò nó quánh cũng chết à. Cái này nó khó chứ mèo ơi. Ôi da, hình như nó quánh tôi mà nó tự mất, nó đánh tôi mà nó tự mất máu luôn á mọi người. Đó, thấy không? Thấy không? Hình như giáp này là rai mạnh lắm á mèo. Giáp này là rai nó quánh tôi nó tự mất máu luôn hay gì vậy? Không không thôi bà, tôi đánh nó luôn rồi. Nãy giờ mày quánh tôi hơi nhiều rồi. Sau khi dễ mày luôn rồi tôi lấy mấy thịt gà tôi quánh mày luôn rồi mày thấy không? Thấy không? Đúng rồi, tôi đánh cái mèo rất là giỏi luôn. Mèo hơi mấy thịt cậu. Ê mèo lấy cây súng bắn đó mèo, cây súng hồi nãy đó mèo lụm được đó. Nè tao khai quả nè. Ui nổ nó kìa. Cái súng làm như có xi nhê đó hay gì á? Không mày bắn thử ơi. À cây súng phải chờ thời gian hồi phục nữa. Khai quả nè. Mất máu mày ơi. Cũng được cũng được. Tao leo lên cái giàn tao bắn mày luôn nè, tao xỉ nhục ở trên này là con trai cưng. Lên đây nào mày. Bắn nó. Mày nè. Mày nè. Bắn nó về luôn. Mày nè. Không cho mày lên đây luôn. Wow. Cái súng này mày bắn bể lâu đài luôn mèo, hư lâu đài sao rồi. Mày nè. Ui ui. Mày nè. Mày ơi. Rồi xong luôn. Nó chết rồi. Mèo ơi. Cây tầm gửi. Hả? Cây tầm gửi? Đâu? Tôi coi đây. Cái gì? Ủa không phải mèo ơi. Chứ cái này hả? Là diamond. Cái là kim cương hay gì mà? Hạt kim cương. Hạt kim cương để làm tôi thấy giống mấy cái hạt giống quá ta. Nó làm tét chơi á mèo ơi. Ờ. Rồi sao mình đã chiếm được lâu đài con này rồi mèo? Cái cửa tôi đâu mở luôn nè. Hồi nãy đây có cái cửa gỗ này nhớ không? Wow, cuối cùng chúng ta đã chiếm lại được lâu đài cho công chúa Elsa rồi mấy bạn. Sao mà đánh quá giật xong cái lâu đài nó trở nên tối thui vậy ta? Kệ thấy không? Hình như con đó là chúa tể đây á mèo ơi. Tôi nghĩ con đó mang là ánh sáng cho nơi này đó. Mình có phải là mình làm sai không vậy mọi người? Tôi không biết nữa mèo ơi. Thôi mà kệ đi. Dù sao thì cái chỗ này nó cũng đã bị hả lạnh lẽo cô đơn đóng băng bao nhiêu năm rồi mấy bạn. Mình đã đem đến ánh sáng cho nơi đây. Ủa cái gì vậy? Sao có cái gì bất ngờ hiện ra hay gì vậy? Mèo ơi mèo ơi, đây có con gì màu trắng này mèo ơi. Đâu 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 đâu. Ui cái con gì lắc 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 trong đó. Quýt đợ quýt đợ. Ôi ôi trời ơi. Trời ơi nó phá lâu đài này. Tôi mới thấy con quýt đợ lấy gì vậy? Tôi thấy con này mới bóp thiệt của lâu đài này mèo ơi. Chạy 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 nó quýt cho băng thôi mèo ơi. Trời sao lưng mình chứ đâu mèo. Không không ở trong lâu đài đó anh, nó đang ở trong lâu đài đó. Rồi nó phá tung lâu đài của Elsa luôn rồi mèo, mình không tính chiếm lâu đài này mà được rồi. Hình như tôi thấy cái con màu trắng bình thường quýt đợ nó màu đen mà hú nó đâu phải màu trắng đâu. Này biết đâu quýt đợ màu trắng mèo ơi, quýt đợ tuyết. Đồ âm tông tôi ơi, hết hồn mình vía luôn. Đâu 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 vô coi thử coi con quýt đợ tuyết. Ôi màu đen mèo ơi. Ờ màu đen nè. Tàu tàu ơi, nó bay kìa. À còn có cây súng tao bắn mày thử. Bắn nó mèo ơi, bắn nó. Tôi kẹt tấm kiếm rồi, tôi bắn bẻ tấm kiếm ra cái đã. Đâu rồi? Quýt đợ ơi. Nó trèo lên nóc nhà rồi. À nó dướng này nè, này mày quýt đợ nè tôi. Bắn con quýt đợ nè. Ui nó sập cái tầng nhà xuống vô đầu tôi luôn. Mày nè. Ủa sao con này bay cao quá, bắn khó trúng rồi. Đừng lãng. Trời ơi, nó không nhìn cái đầu nó xuống kìa. Cái này bắn nó nhiều nữa tầng, nãy giờ mới biết. À, trúng rồi. Chạy điên. Con quýt đợ này nó lắc xíu à, nó chạy nhanh ghê luôn á. Ôi, mình mà không giải quyết được nó là nó vô nó phá nhà mình luôn các bạn ơi. Mày hả, tao vừa mới tiêu diệt con quái vật băng giá xong. Mày vô đây mình tính làm sinh trùng, sinh chúa hả? Rồi xong, tôi ngậm cung tỏi. Mày bắn tao, tao bắn mày. Mày tưởng tao không có súng bắn mày hay sao? Tao bắn là sắp tiêu rồi con trai à. Ui, ui, nó giật banh lâu đài luôn rồi, nó bay ra ngoài luôn rồi. Mèo ơi, rồi xong, chạy đi mèo ơi, tôi thấy giờ chạy là vừa đó. Để tôi bắn nó cho. Chạy. Ông chạy hết, ông bỏ nó. Rồi nó dí không mà hết ơi. Nó dí mèo á. Nó dí không? Ê cái đường đi, đừng để nó phá cái đường đi. Không đường đi nó phá đường đi bằng đá mèo ơi. Sao nó phá banh cái chỗ này nè? Đó là bằng băng. Mày nè, u chạy. Ê, đừng có thông nhau. Ui, lên né. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, con quýt đờ này nó mạnh quá, nó quýnh mình lên đòi xuống ruộng luôn. Mèo ơi, chạy mèo ơi, mẹ ơi. Nó chọi đâu, nó chọi đâu ghê quá. Chạy đi. Mày mèo ơi. Cái cây này, đó rồi. Chạy vô đất nhà mình, mèo đất nhà mình rộng mèo ơi. Rồi đấy con kia mày ngon mà chạy vô đất nhà tao nè, đất nhà tao rộng nè, mày vô đây mày ngon mày vô đây. Ôi nó bắn kìa, chạy lẹ đi, còn đứng nó khiêu khích nó nữa. Nó còn đang bắn tung té, mày ngon mày vô đây nè, tao bắn. Đất nhà mình rộng lắm mèo. Ui,
về nhà mình mấy bạn ơi, xong luôn rồi. Kỳ này là cái Skylock này coi như là tan qua với con Ripper này luôn rồi. Ủa nhầm, đó là Whisper mẹ ơi. Chị Bánh Đa về nhà đi, chị Bánh Đa ơi. Chị Bánh Đa về nè, chị Bánh Đa về rồi nè. Vô đây phụ tôi bắt này luôn. Nó lỡ quá nó đi ở ngoài mà. Ui, bắt rồi bay luôn kìa. Tao vàng cho tôi cái gì cũng phải tao vàng đâu. Ráng tôi bắn nó coi, tức quá. Cái cây này, ôi da, cái cây này nó nhiều quá. Hút ơi, chết tôi lên mèo ơi. Chết tôi rồi, nó sao bắn chết tôi rồi. Ui da, đau quá. Cái con này, đánh nó phụ tôi đi. Nó bay lên đó. Đánh trúng nó rồi nè. Cái gì vậy? Bà đa bà té xuống cái gì? Ủa, cái đầu nó bay thẳng vô rồi tôi luôn nè, tôi nổi điên cái con. Mày Trời ơi, mẹ tôi dùng kinh công mèo ơi. Tôi bắn cái con này chắc nó lẫn quá à. Thì tôi nói mà mày chết tôi bây giờ. Tôi đang nhớ, tôi nói thiệt luôn á, cái cây này nó vừa nhiễu mà nó vừa yếu nữa à. Tôi quánh nó chạy luôn mày ơi. Con quỷ này nó mày muốn chơi đúng không? Thì tao chơi Skylock, tao chơi bay với mày luôn nè. Con cái trời đáng ghét này. Trời ơi, cái ghét cái cây súng này một cách kinh khủng luôn hết. Mèo cứ đứng đó đi mèo. Trời ơi. Rồi luôn rồi, quýnh nó từ trời thường sang trời tiết luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi, nó bắn cái nhà mình với cái tổ ong luôn rồi mọi người ơi. Ui da, nó còn bắn mình nữa kìa. Chạy đi mèo ơi, tao bắn cái nhà rồi. Cái chế độ gì đây, thấy con quýt tờ kìa. Nó bắn chế độ bự luôn. Ui, nó tông phát cái nhà mình sập luôn rồi. Chết rồi còn một giọt cuối cùng mèo bắn nó đi mèo. Nó còn một giọt, tôi còn một giọt. Chơi luôn. Mày cái gì tôi nói rồi kìa. Trời ơi, chơi khô máu con này luôn rồi mọi người ơi. Tính ra con này nó mạnh hơn bình thường luôn. Có ai thấy gì không mọi người? Ủa, nó ủi cái mạnh hơn cái nhà luôn mèo. Nó có định phát nổ không? Đây á. Mèo hỏi câu. Xong rồi mọi người ơi, mình cũng sẽ kết thúc cái series này tại đây thôi. Quá kinh dị cho cái series này rồi. Không lá gì hết. Cái đầu trên không mèo ơi. Riết lại giờ không còn cái gì hết trơn. Ok rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mèo nha. Mèo đã kết thúc cái series sinh tồn Skylock Noel này rồi. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Những bạn nào thích thì các bạn đừng quên thả like cho series này của mèo nhiều nha. Bye bye mọi người. Bye. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.